Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong một tuần tới, ở miền Trung, số ngày có nắng là chủ đạo. Còn ở Tây Nguyên thì sẽ phổ biến là nắng, chiều tối thì đôi lúc có mưa rông. Cụ thể ở miền Trung ngày mai mưa sẽ giảm dần. Từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Huế một vài nơi, mưa thì có thể xuất hiện vào buổi sáng rồi sau đó nắng lại lên. Nhiệt độ cũng tăng ở mức là từ 31 đến 33 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở xuống cho đến Phan Thiết thì nắng nhiều hơn, cảm giác cũng thấy nóng hơn với mức nhiệt phổ biến là 32 đến 33 độ, Quảng Ngãi thậm chí là còn là chạm ngưỡng 34 độ. Về chiều tối thì cục bộ sẽ có những điểm có mưa rông. Nắng sẽ xuất hiện từ nay cho đến Chủ nhật đối với thành phố Quy Nhơn. Đây thì cũng là một điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích biển đảo với nhiều bãi tắm đẹp và địa danh eo gió nổi tiếng. Quý vị có thể có nhiều trải nghiệm thú vị tại đây. Nhiệt độ thì có xu hướng tăng lên, trong khi hai ngày tới thì đều là 32 độ như thế này. Thì đến thứ 5 và thứ 6, mức nhiệt tăng lên là 34, thứ 6 thì còn là 35 độ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà được đắm mình trong làn nước biển xanh trong và mát lạnh. Tuy nhiên thì quý vị cần lưu ý, một vài ngày thì sẽ có mưa rông xuất hiện về khoảng thời gian là chiều tối và mưa thì sẽ xuất hiện nhiều hơn từ ngày thứ 2 của tuần sau. Với thành phố Vinh thì mưa nhiều lại xuất hiện từ ngày Chủ nhật và thậm chí là còn có lúc có mưa dồn dập. Còn trước đó, từ mai cho đến tận ngày thứ 7 thì vẫn là kiểu thời tiết lý tưởng cho các hành trình đến đây. Dự báo chủ đạo thì đều là nắng, nhiệt độ ở mức vừa phải là 31 đến 33 độ. Quý vị sẽ chỉ cảm thấy oi nóng một chút vào buổi trưa. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai vẫn sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa hay là Buôn Ma Thuột là từ 31 đến 33 độ. Đà Lạt do yếu tố địa hình nên mát mẻ hơn 25 độ. Về chiều tối khả năng, một vài nơi sẽ có mưa rông. Quý vị cũng cần đề phòng với rông sét trong cơn mưa. Bảo Lộc cũng là một điểm đến nổi tiếng ở Lâm Đồng. Bảo Lộc thu hút du khách bởi sự yên bình và cảnh quan hùng vĩ nhưng lại rất nên thơ. Vẻ đẹp của Bảo Lộc thì được nuôi dưỡng bởi sự xanh ngắt của những cây chè, cà phê, dâu tằm nằm thoai thoải trên các triền đồi. Thời tiết thì cũng rất dễ chịu. 7 ngày tới, trạng thái chủ đạo là nắng và nhiệt độ ban ngày là từ 29 đến 30 độ, còn ban đêm 21 đến 22 độ, trời chuyển lạnh. Ở Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, hầu như trong những ngày tới chu trình thì ban ngày là đều có nắng và chiều tối thì trời lại chuyển mưa rông. Trước khi trời chuyển mưa thì có nắng khá là mạnh khi mà nhiệt độ luôn dao động quanh mức là 34 đến 35 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì trạng thái chủ đạo trong cả một tuần tới thì đều là mưa như thế này. Từ thứ tư cho đến đầu tuần sau thì mưa sẽ xuất hiện nhiều và ngắt quãng trong ngày. Cảnh báo sẽ có lúc có mưa to dồn dập. Và mưa nhiều thì khiến cho nhiệt độ có xu hướng giảm dần, trong khi 3 ngày sắp tới cao nhất là 32 độ, sang đến tuần sau thì giảm xuống chỉ còn ở mức là 26 đến 27 độ. Còn ban đêm thì chỉ ở mức là từ 25-26 độ rồi lại còn giảm xuống thấp nữa là 20 độ vào ngày thứ hai. Khi đó thì bởi do là có không khí lạnh nên nhiệt độ mới giảm như vậy. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết trong một số thành phố du lịch khác trên cả nước.